Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, học sinh lớp 9 sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi được ví căng thẳng hơn cả đại học. Tại Đà Nẵng có 15.684 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu phân bổ cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập chỉ gần 11.500 chỉ tiêu. Vì lẽ đó, việc hỗ trợ tâm lý cho học sinh trước kỳ thi là vấn đề được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Sau khi kết thúc thi học kỳ 2, hầu hết các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã tổ chức các lớp tăng cường ôn tập 3 môn, toán, văn, ngoại ngữ cho học sinh lớp 9. Không những cần tìm cho mình phương pháp học tập tốt và nỗ lực củng cố kiến thức, học sinh còn phải có sự chuẩn bị vững vàng về mặt tâm lý, cũng như có chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt khoa học để có thể chất tốt. Để có được một cái phong thái tự tin nhất thì mình cần phải ôn hết tất cả kiến thức. Thì vào trong khi phòng thi mình sẽ vô cùng thoải mái và bên cạnh đó cũng có sự trợ giúp rất lớn từ gia đình là luôn động viên em. Từ những vướng mắc tâm lý thông thường, lo lắng thái quá cũng có thể dẫn đến một số bệnh tâm lý như chứng trầm cảm hay rối loạn lo âu ở học sinh. Lứa học sinh lớp 9 năm nay bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, việc nắm chắc kiến thức cơ bản là điều được nhiều thầy cô giáo nhấn mạnh trong quá trình ôn tập. Ngoài chú ý sức khỏe, quan tâm đến chế độ ăn uống và thời gian nghỉ ngơi, sự hỗ trợ từ phía gia đình, nhà trường là hết sức quan trọng để tạo năng lượng tích cực cho học sinh trước kỳ thi. Giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn thường nói các con phải lên một cái kế hoạch thời gian biểu học tập hợp lý. Sẽ học hết mình khi nào các con đủ tỉnh táo, đủ năng lượng và cảm thấy vô cùng hứng khởi với cái việc học. Song song với cái việc học tập hiệu quả là các con phải lên cái thời gian biểu nghỉ ngơi. Chứ nếu như mà cảm thấy mình không có năng lượng, mình buồn ngủ thì lúc đó các con sẽ không đủ tỉnh táo để mà tiếp thu bài. Sự động viên, khuyên nhủ và kèm theo đó là cả một cái động thái nữa là khích lệ để mong sao là các em thoải mái nhất, ôn tập thuận lợi. Mong rằng là tất cả thầy và trò sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kỳ thi tuyển sinh tới đây. Năm nay sẽ có hơn 4.000 thí sinh Đà Nẵng không thể vào các trường trung học phổ thông công lập. Các em sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng của mình như các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường dạy nghề, trường tư thục. Tùy vào mục tiêu giáo dục cũng như sự yêu thích của con, giờ đây gia đình cũng có nhiều sự lựa chọn môi trường học tập cho con em. Vì lẽ đó, việc các bậc phụ huynh giữ thái độ tích cực với kỳ thi chuyển cấp cũng giúp con em mình có được sự tự tin cho những mục tiêu và ước mơ lớn hơn của cuộc đời mình.